đỏ đó. Hồi xưa nó nói em ngược là tôi rất ấn tượng, tôi cũng thích lắm. Mới 17 tuổi dẫn về nhà thấy còn nhỏ quá. Còn nhỏ cô cũng lo nữa, lòng dâu sao cũng hơi rầu, mà thôi kệ nó còn nhỏ mà. Cái đâu quen đâu, 2 năm sau cái tự nhiên cái đi tới đi lui cũng chơi, đi tới đi lui, mà 2 năm sau cái sao cô không thấy nó dẫn về nữa. Cái cô hỏi con sao không dẫn Linh về chơi nữa. Nó nói Linh giận con chia tay rồi. Dạ. Xin chào chú Nguyễn Linh. Dạ. Xin chào, chào MC cô. Lê Lộc Vĩ Dạ, chào cô. Cô tự giới thiệu, cô là Nguyễn Thị Mai. Cô hôm nay 56 tuổi, cô đến từ Quý Hương và Công Đông, Tiền Giang. Đây là anh dâu của cô. Dạ xin mời chú Nguyễn Linh, chào chị Lê Lộc. Em là Đỗ Thị Trúc Linh. Em 25 tuổi, em làm dâu của mẹ được 2 năm. Em có một bé 14 tháng rồi chị. Ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu của mình á, cô cảm nhận thế nào? Cái ngày đầu tiên á thì con trai cô nó dẫn cô gái con dâu cô về. Nó mới có 17 tuổi à. Cái mặt còn non nhớt, khờ hiền. Thì cô hỏi tới đâu nói tới đó. Ấn tượng nhất là cái gương mặt nó xinh. Với cả mái tóc lúc đó nó đen mượt mà giờ đám cưới nó uổng nó nhuộm đỏ đó. Hồi xưa nó nói mẹ mượt là tôi rất ấn tượng, tôi cũng thích lắm. Mới 17 tuổi dẫn về nhà thấy còn nhỏ quá. Còn nhỏ cô cũng lo nữa, lòng dâu sao cũng hơi rầu, mà thôi kệ nó còn nhỏ mà. Cái đâu quen đâu, 2 năm sau cái tự nhiên cái đi tới đi lui cũng chơi, đi tới đi lui, mà 2 năm sau cái sao cô không thấy nó dẫn về nữa. Cái cô hỏi con sao không dẫn Linh về chơi nữa. Nó nói Linh giận con chia tay rồi. Cái cô nói mày hào hoa quá, tại gia đình cô là gia đình tài tử đơn ca. Rồi cái xong thời gian đó cũng đi chơi nào, cô nó cũng có dẫn về một hai cô. Tôi không biết sao cô mới nói vậy. Tôi nói không kể, nó còn nhỏ, đường đời còn dài, tôi kể cô em nó tìm hiểu lâu cũng khoảng thời gian. Cái nó về nó nói cô mẹ ơi mẹ, con nói mẹ nghe chuyện này nè. Con nói mẹ thiệt mẹ, bây giờ con quen lại Linh rồi, mà đợt này con quen lại rồi thôi chắc con cưới Linh luôn. Cô cũng nghĩ tình vậy, tại vì bé này lúc mà thời gian hai đứa giận á, ba nó nằm bệnh viện nhà rẫy chú Hoàng Linh, cái bé này còn là người duy nhất điện hỏi thăm lúc mà ông xã tôi hết bệnh, nó có về nhà thăm, mà trong lúc hai đứa giận hờn vẫn về thăm. Tôi thấy ấn tượng này, đúng không? Dạ, ấn tượng cái đó. Còn chị không biết là cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng á, chị cảm thấy như thế nào? Công ty cũng ở gần nhà chị, rồi chồng em sáng đưa đi rồi chiều rước về. Trên đường về thì chồng em không có nói trước là sẽ ghé về nhà mẹ. Đột nhiên chạy ngang qua cái đường hẻm vô nhà trong mẹ chị. Chồng em cứ chạy thẳng vô luôn. Em cũng không chưa biết nhà lần nào hết. Chạy thẳng vô nhà em hỏi, ủa anh đi đâu vậy? Anh cũng không nói nữa. Hơi tới nhà rồi ngừng bước chân vô nhà nói là mẹ anh đó. Lúc đó em cũng run lắm. Tự nhiên là không có nói trước mà đột xuất lại xong vô nhà như vậy em sợ. Em mới vô là chào bác. Xong rồi em nghĩ trong bụng lúc đó tóc mẹ em cũng y như vậy nè chị. Đây, tóc quăn tự nhiên của mẹ. Vậy hả? Em nghĩ trong bụng trời ơi, tóc quăn chắc là khó tính lắm. Với lại cũng nghe chồng em nói trước là mẹ em làm nghề cô giáo á chị. Cho nên nghĩ trong bụng rồi 100% chắc là khó rồi. Cộng thêm cái đầu tóc nữa là khó chắc. Cho nên em cũng run lắm, em cũng không dám ngồi nữa. Tới lúc mà mẹ em kêu là thôi con ngồi xuống đi, lúc đó em mới bất ngờ em mới ngồi xuống. Lúc đó phải nói là em rất là run. Nhưng mà nói chuyện với mẹ khoảng được 5 phút, em cảm thấy mẹ rất là hòa đồng, rất là dễ chị. Nói chuyện rất là vui vẻ, nhẹ nhàng nữa. Nhưng mà về là có mẹ có khó thiệt không? Dạ không chị, tại vì cái nghề của mẹ là cô giáo cho nên đâu ra đó, từ ăn nói cho đến đi đứng. Em thì ở trong đồng đó giờ cho nên ăn nói hơi cục ngủng á chị. Rồi sau đó con dâu về làm dâu thì đúng ý mình không cô? Chung nó cũng hiền, nói chuyện nhỏ xíu à. Cô cứ hả không vậy? Giờ cũng còn nói chuyện nhỏ, làm ngay gì nó còn bỡ ngỡ e dè lắm. Cô mới nói thôi con, hồi nào là con là bạn bè thì nó khác. Bây giờ cô đi cưới con nghĩ con là con có cô thôi. Với lại con đừng có sợ gì đó, e dè gì hết. Thì nói cũng ăn uống như mèo. Tuổi con heo mà ăn giống như con mèo. Ăn hết sạch nè, thức ăn của nó chính là làm thích, không thích ăn cơm, xoài, bánh tráng trộn, ốc. Mà mấy cái loại mà chân gà hấp đồ ra phái cái đó đó à, cô mới này thấy ốm yếu quá ăn uống đồ bổ vô. Nó còn ăn ốc, nghĩ có người không ăn luôn á. Không ăn xào sống chú này. Uống nước không đâu. Xong rồi chuyện nấu nướng trong gia đình em có phụ mẹ chồng không? Dạ con thì sáng 6 giờ con đã đi làm, tới chiều thì 5 giờ con mới về. Cho nên cơm nước hầu như là mẹ đã lo hết. Về trời chỉ ơi, có ăn thôi. Chú Hùng Linh biết không? Thấy ốm cô Hùng nhất khoát. Cô về cô phải dỗ béo cho mập thêm vài ba ký nữa cô mới yên tâm. Cũng béo chứ, chừng nửa năm tự nhiên béo ngay bụng không à. Nhớ béo dạ, ngay bụng em bé có bầu chị. Tháng trước tháng sau có bầu. Tháng bầu cô còn lo nữa. Ăn uống ít thai nhi sao rầu cô lo.
Con thấy con hợp với mẹ chồng con điều gì? Dạ con thấy hợp về ăn uống. Hầu như là món nào mẹ nấu thì con ăn con cũng thích cái món đó hết. Với lại là về phương hướng làm đẹp, em mà xài kem đó em thấy hợp hay là thấy da mặt đẹp. Bắt đầu em lại hỏi mẹ, mẹ ơi con thấy xài cái này đẹp nè, hay là mẹ xài chung với con nha. Mẹ nói ừ để mẹ xài thử coi. Rồi mẹ xài kem đó cũng chịu luôn à. Dạ hai mẹ con hình như là xài mỹ phẩm toàn là chung một hiệu không á chị? Có cái gì chú Linh, con dâu tôi nó làm món gà trộn xoài á, nước mắm là ngon lắm. Yeah. Có lần nó ưa thích thịt vịt lộn, hay làm gì nó xách một bịch vịt lộn, nó tưởng mẹ biết ăn vịt lộn mà mẹ không biết ăn, ăn được, hồi xưa giờ ăn được. Nó đút cho mẹ ăn thử đi, ngon lắm mà cô ăn được. Cái nên đây, hồi giờ mẹ ăn được, để mai mốt cô mua cái món này cho mẹ ăn. Cái món gì con nó bí mật để mai mốt con mua cho mẹ thấy. Cái bữa sau mấy bữa chơi bữa sau cái đi chợ nó mua gì, nó mua chân gà. Cái cô nói ủa nó bụng ủa chân gà đã mình không có răng mình yếu mà mua chân gà chắc thôi để coi làm sao. Cái bắt đầu luộc xong cái bằm xoài nhà đó, bằm xoài là cái mắm chanh ớt, cái nó đem lên mẹ ăn món này là ngon lắm. Cái thôi chắc không được rồi à, thôi mẹ không ăn đâu. Cái nó mẹ ăn thử đi. Cái cô móc miếng cô ăn, trời ơi ngon ghê vậy đó, ngàn cái chân gà mềm rụm á, rất là ngon. Cô tưởng nó cứng, ai nó ngon cái cô bóc cô ăn hoài, trời ơi ngon ơi thôi. Mẹ mốt con làm món này là cả nhà ăn là hết sảy luôn. Cô kể thôi con cũng thấy ngon, muốn chảy nước miếng nãy giờ luôn. Em làm món chân gà xóc xoài á chị à. Dạ. Nhưng mà đó là lần đầu tiên em làm luôn à. Em hoàn toàn không có kinh nghiệm làm cái món đó trước. Em mua về xong rồi em lấy điện thoại á chị, em lên mạng em mới xem là cái cách người ta làm như thế nào, rồi làm theo lần đầu tiên. Mà mẹ ăn mẹ khen ngon là em thấy cũng thành công rồi. Đây là một trong những cái điều mà mẹ chồng rất là khoái, thành ra con phải phát huy, con phải tìm những món nào mẹ chồng thích, con mua nhiều hơn nữa nha. Dạ cứ mẹ thích là em sẽ làm hoài, làm khi nào ngán. Gà thôi đó hả? Ngon, nhưng mà cái nấu nướng cơm nước thì nó không có làm, nó không có bằng. Nó không thích ăn canh, nó thích ăn khô. Đó, còn cô thích ăn canh, ăn nước, rồi nó thích ăn khô khan vậy đó. Gà rán chiên, đồ mấy cái món đó đó, khoái lắm. Xoài sắm rồi xoài chua chua, xoài ngọt không khoái vậy đó. Cô ơi, bỏ qua chương trình ẩm thực cô ơi, chết lắm. Rõ chưa? Không biết là hai mẹ con mình chưa hợp nhau điểm gì không Linh? Chắc em nghĩ là chuyện hay lướt Facebook quá chị. Tuổi trẻ thì đa phần bây giờ là có chuyện gì cũng thường là đăng lên mạng á chị. Còn mẹ em thì nghề là giáo viên cho nên cũng không có thích cái kiểu mà hay tâm trạng gì cũng đăng lên để người khác đọc và đoán tâm trạng của mình. Mỗi lần em đăng em buồn chồng hay là bạn bè hay là các chị làm chung, em hay đăng lên mạng như vậy. Mẹ em thì ba không có thích chỗ đó. Ở tôi cô cũng rầy nó, con á cái gì con tâm sự với mẹ nè, có gì buồn mẹ đúng chị rồi. Có hai chị hiểu em lắm, con đừng có nói như vậy, ai có ai giải quyết mình đâu. Người ta cười mỗi lần ở nhà mà có gì chồng mà nó đi nhà nhậu hay gì đó ha, về tới trễ rồi bắt đầu Facebook có rồi đó, trời ơi. Giống như mỗi lần chồng em đi nhậu á là sẽ biết là tâm trạng của em ở nhà, mà chồng đi nhậu là em sẽ bực mình. Mẹ em hay ghẹo em là rồi đó, chồng đi nhậu rồi đó, 5 phút nữa là lên Facebook thấy liền nè. Mà... Có tổ chức sinh nhật rồi cho mẹ chồng không? Dạ chưa, hình chưa. Như là chưa. Chưa. Nhà nói chung cũng lâu lâu cũng hay tổ chức tiệc, chừng dài tuần tiệc tùng rồi vui chơi ca hát nhà ca tài tử á, rồi cái con hai bài về ca hát chơi cũng, rồi cái sinh nhật rồi cũng ít nghĩ tới chuyện ca tài tử làm câu cho nó vui luôn. Làm câu vậy thôi, để hôm nay tới chương trình thôi. Xin tặng cho chương trình cho khán giả một câu giọng cổ trong bài Qua Mùa Trắng sáng tác của Ngự Bình. Tôi đưa đoàn chiến sĩ qua sông, được chỉ lái đò kể cho nghe chuyện người con gái. Tôi hỏi người con gái tên gì, chỉ vào cây hoa dài. Tôi hỏi hoa gì, chỉ nói hoa mua. Tôi mới lỡ miệng nói đùa, bông hoa rừng ai để mà mua. Chị bông nhìn tôi với cái nhìn thông cảm, rồi tay vuốt nhẹ vào tay tôi như nói hài yên lòng. Trời ơi, ngọt.
ngọt, quá trời ngọt. Chị nói với tôi, ở đây không có hoa lan, hoa quế, hoa hồng, chỉ có hoa mùa vàng dài sương nắng, mà chẳng phải màu đổi sắc trắng trong. Hoa mùa đón mặt trời thêm rực rỡ, hoa mùa đón trăng trăng vẻ nét long lanh. Hoa mùa sinh ra từ miền núi hiền lành, tô điểm cho đời thêm hương sắc. Hay quá. Trời ơi, có mẹ chồng nghệ sĩ vậy là vui quá rồi. Chú Đồng Linh biết hát với mẹ không? Con thì hát đọc không à? Đọc nhạc rap, đọc chữ không mà mẹ. Đọc luôn. Dài không chịu hát. Dạ, ở nhà em thì chỉ có ba là không biết hát, còn chồng với mấy chị với mẹ ai cũng hát hay hết. Giới thiệu Đồng Linh, nhưng mà em thì không biết hát. Tranh. Con gái cũng ca sĩ trong trường thôi. Trời ơi, gia đình quá nghệ sĩ luôn. Vậy là những gia đình nghệ sĩ sống bằng cảm xúc rất là vui luôn. Vui lắm, bởi vậy thoải mái với con dâu lắm, không có căng thẳng. Thoải mái luôn á. Rồi con có đọc rap rồi được hả? Đâu rap thử một câu. Con thử rap câu. Con nhận. Anh ngâm nga về câu hò lý cây bông. Anh hò cho một cô em gái đang chạy tóc bên sông. Anh chỉ sống như mái chèo không có đất mênh mông. Chỉ còn em còn ngồi chạy tóc anh quyết ở mãi bên sông. Ơi hò là hò ơi, trong đầm gì đẹp bằng sen. Quê mình ai đẹp bằng em, em xinh đẹp không cần bằng khen. Mới tí tuổi mà đã bị thẹn gọi bầu kết nên tóc em đen dáng dịu dàng và đoan trang. Đừng vội về nhà chi sớm, em ơi khoan. Là duyên nghe anh niễn rồi ghiền, em nở nụ cười duyên. Vậy là em thích anh là xiền. Oh, Không biết là cái cô con dâu này là còn điểm gì mà cô chưa hài lòng không? Cô con dâu này nhiều khi nó còn nó trẻ người non dạ. Dạ. Khi có chuyện nhỏ nhặt cô bỏ qua được, cô bỏ qua. Còn cái chuyện mà nhiều khi nó hơi khá chút á, cô cũng rầy. Cái đề bữa đó con cô nó cũng đi nhậu về cái con cô nó về thì cô nói thôi hai vợ chồng ở nhà đi, mẹ về ngoại ngủ đêm, bị bà ngoại thì bệnh. Yeah. Lâu lâu về ngoại ngủ đêm, sáng mày về sớm cho con dâu đi làm, vì nó làm 5-6 giờ vậy đi làm. Về cái ông người kia nhà nhậu hơi sần sần, không biết nói làm sao. Cái cô về bên ngoại ngủ nửa đêm, tự nhiên cái điện nghe tiếng điện thoại nửa đêm kỳ, ủa ai vậy? Hả lẹn lên. À mẹ, là con xin lỗi mẹ, con không thể nào ở với ảnh nữa, con sẽ từ bỏ ảnh. Chồng gì mà đi nhậu về không phụ vợ con lo con, ai gọi điện đi nữa, đi mới về 12 giờ, lúc 12 giờ mới về. Con nghĩ là con vô con gọi con mời mẹ ba con ra nói chuyện, rồi con sẽ không ở đây nữa. Cái cô thấy thôi điều này nông nổi quá rồi, cô nói thôi cái gì để đi sáng mẹ về. Cô buồn bữa đó cô hỏi ngủ luôn, cô nói thôi sáng cô về cô giải quyết. Về cái cô thấy thằng con cô nó ngủ ngái gọt hòa bên đây là về rồi đó. Cái cô hí hí cửa, cô nhìn vô sang bè con dâu cô nó nằm im. Cô để cho nó dậy, có nói cô gì không? 6 giờ cái nó dậy thấy mặt tỉnh bơ à. Cô hỏi sao hôm mà con điện, cô nói mẹ vậy. Nói rồi tối nay ảnh đi vậy đó về. Con buồn con tức quá, đêm ẩm vô hai ba lần. Con buồn, hỏi chứ không phụ con mà đi cho nhậu giờ đó. Con nói vậy chứ giờ con hết giận. Phải nông nổi hả? Cô mới nói vậy, cô nói thôi, mốt không con không vậy nữa. Vợ chồng chút xíu vậy mà con làm lớn chuyện. Cô rầy cái hiểu ý rồi thôi. Này, nó còn nhỏ còn nông nổi lắm nữa. Dạ, cái tính của con thì vậy. Nhưng mà có bao giờ là mẹ chồng làm mình buồn không? Đa phần là đều em làm cho mẹ chồng buồn thôi vậy hả? Rồi có một lần nữa chú Quỳnh Linh, bữa đó nó dỗ con nó ngủ phòng á, cô với cháu ngoại, bé cháu ngoại mới ngủ nằm ở ngoài giỏng coi truyền hình chơi. Cái hai mẹ bà cháu mới coi tivi mới giỡn hơi lớn tiếng cũng vô tình. Lúc mà cô đi ngủ rồi cô thấy cái tin nó nhắn vậy nè: mẹ giỡn với cháu ngoại nhỏ, còn cháu nội ngủ nữa. Trời ơi, cô tím mùi tức, cứ cô tức cô mới đi. Trời ơi, cũng lẽ giờ mình bé ngủ mình vô mình nói nó thì bé thức. Tức cô đi ra đi vô, cô đi tới đi hoài cái cửa. Cô không thể nào để sáng được hết. Thấy im con vợ cửa, Linh giờ bé thức, khờ ngủ của cô cũng tức. Con nhắn tin mẹ không hay, thật sự. Con nói vậy mẹ buồn dữ lắm, buồn nhất luôn á. Chẳng thà con nói mẹ ơi, bo ngủ rồi. Mẹ nói giỡn nhỏ nhỏ thì mẹ không buồn. Cũng hai câu nói giống nhau, Mà cái câu nói nghe hay hơn. Cô còn trẻ quá, dâu có gì bộc trực à. Bộc trực, nói vậy. Thích gì nói đó chứ không có biết cái sâu xa của nó. Giỡn ở cháu ngoại, còn cháu nội ngủ nữa. Con hỏi vậy. Rồi mỗi lần mẹ nói vậy con có buồn không? Con thì cái tính con là vậy. Mỗi lần mà chuyện gì làm cho con bực mình thì con nói quả ra như vậy thôi. Có bao giờ con mua quà tặng cho mẹ chồng chưa? Quà to lớn chắc là chưa, nhưng mà thường thường thì em với mẹ hay đi chợ á, thấy người ta bán đồ như vậy
à, mẹ ơi bán đồ đẹp quá thì em dẫn mẹ vô lựa, ví dụ như là một bộ đồ hay là một cái áo, một cái nón đồ dài gì đó, em dành trả tiền luôn cho mẹ. Nhưng mà những cái món quà mà con dâu mua là mẹ có sử dụng không? Có một lần Tết biết con dâu buồn, hôm nay mẹ nói hồi Tết á, đi chợ á, sắm quần áo nó mua cho mẹ cái áo mà mẹ về mặc không vừa, cái mẹ cố cứ cô chê cái con thấy mẹ mặc vừa mà cô thấy nó mặc ngắn quá cô không chịu. Cái cô thôi mẹ không mặc đâu, thôi mẹ không mặc hả, lấy mà cô không mặc tội nghiệp với nó. Tại cô nói thẳng, cái tật cô thẳng thắn lắm. Tôi cứ cô kể con gái con nghe, gái đi mẹ con dâu mua đồ mẹ không mặc nó buồn, thôi với mẹ để mà mặc ở nhà cũng được, sợ nó buồn. Hôm nay lên đây cô cũng chia sẻ, biết cô có buồn mẹ không. Để mặc cho nó vui. À, vậy. Nhiều khi nó muốn ngắn ngắn cho nó tin cho nó trẻ lên á. Dạ, nhưng mà so với người ta thì nó không có ngắn đâu chú, nhưng mà là do mẹ hay mặc dài quen cho nên mặc đó. Cái đó thì ngồi mặc dài nó già lắm, mặc ngắn ngắn đi mấy đứa trẻ nó ngắn lên nó thấy hồi lòi đúng luôn á. Bây giờ thì xem chồng con nói gì nha. Dạ. Tật xấu của Linh là mỗi lần em đi nhậu về là hay đăng những gì ta Tết lên Facebook, nhưng có vẻ như là trách móc này nọ kia. Nhưng thì mẹ em thì không thích, mà cũng không qua chương trình này thì mong Linh sẽ là hạn chế việc đăng status lên Facebook. Mà mỗi lần đăng lên vậy thì nhiều người sẽ nói này nói kia nên em không thích. Và thì cũng mong em là hạn chế lại bớt. Mẹ thì cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã lo lắng cho vợ chồng và chăm sóc cho cháu rất là chu toàn. Thì mong qua chương trình này tình cảm giữa hai mẹ con thì sẽ gắn bó hơn. Sao? Chồng nói vậy đúng không? Đúng rồi. Đúng nãy mẹ nói rồi ha. Mẹ có muốn nói gì với con dâu và muốn con dâu thay đổi điều gì không? Cũng muốn con dâu thay đổi là con á gọn gàng chút, phòng ốc rồi con cái thôi nhanh lẹ, ví dụ như con đi làm về tranh thủ cái gì chấp xếp nhanh lẹ, bị có con nít còn nói lớn chút xíu, nhiều khi nó nói mẹ hả không à, đó mua đồ trên mạng đổ bớt lại chút, đáng con không mua mà không đáng, nhiều khi nó còn hơi phí chút xíu, yêu cầu con như vậy thôi. Nàng dâu có mong muốn mẹ chồng điều gì không? Em không có đòi hỏi gì ở mẹ nữa hết, em còn thấy nợ mẹ nhiều nữa. Dạ, ngoài chương trình con hứa là con sẽ thay đổi để cho mẹ vui. Con có một món quà nhỏ để tặng cho mẹ thay lại cảm ơn. Đây, nãy nó có gửi món quà cho chú Linh cầm giùm. Wow. Từ trước tới giờ chưa có cơ hội để tặng mẹ món quà gì hết. Mà lời thương thì con cũng càng chưa nói. Cho nên sẵn chương trình này con vừa tặng món quà cũng như kèm theo những lời thương con dành cho mẹ. Đấy. Chúc cho cả nhà chúng ta sẽ yêu thương nhau mãi mãi. Chúng tôi có một món quà để làm kỷ niệm với gia đình. Con cũng xin được thay mặt chương trình xin gửi gia đình mình một vài món quà. Đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là cân điện tử Yakio, xin gửi tặng chị. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-trong-1 Carefor. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Carefor gắn kết yêu thương hương thơm còn mãi. Chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn chị. Cảm ơn cô. Cảm ơn em gái. Dạ. Yeah.